nhân cho trừ 2x bình cộng x cộng 1 bằng bằng 0. Thì đây là dạng tích nè các bạn, dạng tích nè, các bạn nhớ giúp lợ a nhân b bằng bằng 0 khi và chỉ khi a bằng 0 hoặc b bằng bằng 0. Vậy đây đây a nè, đây là b nè, vậy ta cho x trừ 3 bằng bằng 0 hoặc trừ 2x bình cộng x cộng 1 bằng bằng 0. Vậy tương đương đây là ta giải ra nè, x bằng bằng 3 và ta viết lại cái phương trình này ta giải riêng nha các bạn, trừ 2x bình cộng x cộng 1 bằng bằng 0 đánh dấu sao. Giải riêng sao nè, trừ 2x bình cộng x cộng 1 bằng bằng 0. Thì đây là phương trình bậc 2 một ẩn các bạn có thể giải bằng delta hoặc là các bạn giải phương bằng phương pháp đặc đặc biệt a nè b nè và c a bằng trừ hai b bằng một và c bằng c bằng một thì ta thấy a cộng b cộng c bằng mấy à a cộng b cộng c bằng bằng không vì nè các bạn phải ghi giải thích cho người ta ra đó bằng bằng không thì khi a cộng b cộng c bằng bằng 0 thì ta sẽ có phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 bằng thì gặp dạng này thì các bạn nhớ có một nghiệm là 1 và một nghiệm là C chia chia A C nè chia A vậy là bằng 1 phần trừ 2 ra trừ 1 phần phần 2 sau đó các bạn kết luận S bằng một nghiệm nè, hai nghiệm nè, ba nghiệm kết luận ba nghiệm 3 1 trừ 1 phần phần 2 Ok chưa Ok nha mọi người Rồi tới bạn nào bạn nào comment giúp đỡ nha mọi người ơi Tới bạn nào